Vậy là tháng 10 đã sắp kết thúc rồi anh em ạ. Chỉ tiêu tháng này của bên em là 60 bộ đèn. Thì nói chung là đến thời điểm này cũng đạt sắp xỉ gần 60 bộ rồi. Gần 60 bộ đèn riêng tháng này. Đấy. Thì cả đèn gầm cả đèn pha thì tháng vừa rồi cũng là cái tháng mà bên em gọi là lắp đèn cũng rất là nhiều. Thực sự là lắp xong mà được anh em phản hồi lại là đi ánh sáng nó tốt, đi buổi tối nó rất là an toàn, nó rất là yên tâm, đi rất là sướng, thì là đấy là một cái niềm vui của những anh em làm thợ nội thất ô tô đấy, chứ không phải là cứ làm xong lấy tiền của các bác là xong đâu. Nhưng mà làm xong mà được anh em phản hồi lại như thế là rất là vui rồi. Và cũng chỉ còn 1-2 ngày thôi là kết thúc tháng 10 rồi, thì nói chung chỉ tiêu tháng này của em cũng sắp đạt rồi. Nhưng mà nếu mà anh em nào mà có cái nhu cầu mà nâng cấp đèn, tham khảo đèn, thế mời qua Akala Thái Nguyên thì bên em sẽ có những cái chương trình gọi là chương trình đặc biệt, những chương trình ưu ái và cái chính sách tốt nhất cho khi mà anh em nâng cấp đèn tại Akala Thái Nguyên.